trong rất nhiều sản phẩm đa dạng của Chu Đậu. Mỗi sản phẩm đều có một ý nghĩa và một câu chuyện riêng. Những chiếc bình phú quý này cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà chúng được đặt tên là bình phú quý. Chiếc bình này được người nghệ nhân Chu Đậu phỏng theo chiếc bình gốm cổ Chu Đậu triều Trần và Lê Sơ của thế kỷ 14-15. Họa tiết chính trên bình là hoa cúc đại đoá, một loài hoa vốn đã được tổ tiên của làng Chu Đậu vẽ trên hầu hết các sản phẩm của mình. Sở dĩ loài hoa này được người xưa lựa chọn bởi nó vốn là biểu tượng cho những người đàn ông quang minh chính đại và những người thành đạt trong xã hội. Đan xen với những bông hoa này bao giờ cũng là họa tiết hoa dây, biểu tượng cho hình bóng của người phụ nữ trên con đường thành đạt của người đàn ông. Với chiếc bình phú quý, cúc đại đoá lúc nào cũng nở rực rỡ, hoa dây mềm mại. Theo phong thủy xưa, chính là biểu tượng cho sự viên mãn, phú quý đủ đầy trong gia đình. Người xưa đặt tên chiếc bình này là phú quý cũng xuất phát từ mong muốn như vậy. Dưới chân bình là họa tiết cánh sen cách điệu. Cổ bình được người nghệ nhân tích hợp nhiều họa tiết khác nhau như hoa dây, lá đề và cánh sen truyền thống. Chúng sẽ giúp bức tranh về văn hóa Việt Nam thêm phần đậm đà. Tất cả những họa tiết này đều được người nghệ nhân tỉ mỉ vẽ trực tiếp trên bình. Với chất liệu truyền thống của Chu Đậu, những họa tiết này sẽ luôn bền bỉ với thời gian. Bởi đất được người nghệ nhân lựa chọn cẩn thận từ vùng Long Động, Lục Thủy, Tứ Linh. Men được làm từ tro trấu với phương pháp truyền thống. Loại men này sau quá trình nung đốt còn tạo nên những vết dạn tinh tế chỉ riêng gốm Chu Đậu mới có. Sau những công đoạn cầu kỳ khác nhau, chiếc bình phú quý truyền thống sẽ được hoàn thành. Như một phiên bản khác, còn được người nghệ nhân vẽ thêm một lớp vàng 24K để tạo nên sự sang trọng và quý phái, dành cho những ai yêu văn hóa truyền thống nhưng vẫn muốn cảm nhận hơi thở của thời đại. Mỗi chiếc bình này là tâm huyết của những nghệ nhân Chu Đậu. Chúng không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn chứa đựng tinh thần dân tộc thiêng liêng được người nghệ nhân gửi gắm trong quá trình sáng tạo. Bình phú quý là một sản phẩm đặc trưng của gốm Chu Đậu, một tinh hoa của văn hóa Việt Nam.